Giờ học là được làm đồ thủ công, xem mình vẽ như nào nè. May là mình có rất nhiều thứ này. Oh yeah, phun mưa đi baby. Mình nghĩ nhìn nó cũng được đấy. Con bé lúc nào cũng bừa bộn, nhưng ít nhất mình đã biết cách phòng bị. Phải bảo vệ dụng cụ quan trọng bằng cách nào đó. Bỏ cọ vẽ vào đây. Mình giỏi thật không ta? Giờ làm sao để thú vị hơn nhỉ? Hy vọng mày thích màu vẽ, anh bạn nhỏ. Woohoo! Ôi không! Em đúng là rắc rối mà. Đưa cho chị con gấu bẩn đó. Mình sẽ làm cho nó đẹp hơn. Nhưng đầu tiên mình cần vài dụng cụ. Biết cái này chứ? Mình sẽ cần một số lượng lớn. Cùng với một con gấu, bạn không ngại dính bẩn. Thích chứ, ngài gấu. Mọi thứ ở đây đang rất lem nhem. Đây là con gấu dễ thương nhất, đúng không? Nhưng chúng ta cần thêm vài chi tiết nhỏ nữa. Ai lại không thích hoa chứ? Sau khi nó dính đầy màu thì in lên nhé. Thiết kế rất ngộ nghĩnh. Mình thấy đúng là cái khó, ló cái khôn luôn. Wow, thử xem nào. Được gì không? Thôi nào. Xong, nhưng trò này rất vui luôn. Còn gì cổ điển hơn tranh tĩnh vật không chứ? Ý là sẽ khó đến mức nào nhỉ? Puppet này vui ghê. Ok, làm sao mà quả táo sáng bóng ta? Khởi đầu không đến nỗi tệ nhỉ? Mình muốn chơi cái này mãi. Thật ra thì không. Tránh ra đi. Cá là mình sẽ tìm ra cách. Chán quá. Chị làm gì bên kia vậy nhỉ? Vẽ một đống trái cây sao? Giờ được rồi nè. Chà chà chà. Chúng ta có gì ở đây nhỉ? Hả? Đợi đã, ở đây thiếu gì đó. Cái gì? Chắc là mình sẽ bắt đầu lại. Khi nào chị mới xong? Xin chào, quả táo. Ok, quả táo di chuyển sao? Như này làm sao có thể làm được chứ? Vui quá. Ok, lần này sẽ đẹp đây. Xin lỗi. Mình không hiểu. Xin chào. Phải có lời giải thích chứ. Này, lẽ ra chị phải biết đó là em từ đầu. Quay lại đây. Quay lại đây ngay. Em không thoát được đâu. Ít nhất là phải cho đến khi chị vẽ xong. Ok, chỗ cuối cùng này. Giờ mình có thể vẽ trong bình yên rồi. Vẽ tới đâu rồi ta? Xin chào. Mình sẽ ở trên này bao lâu nhỉ? Thả em ra. Em đáng bị vậy. Yay! Không biết sao trước đây mình không nghĩ ra nhỉ? Mình chỉ cần đồ theo bóng của mấy cái trái này. Mình sẽ không phải đoán cho phiền phức nữa. Mà có thể dồn hết sức tập trung vào các nét vẽ. Giờ thì vẽ quả lê thôi. Hình dáng này sẽ rất khó đây. Ôi, mình đang lướt qua chỗ này này. Trái cuối cùng gần xong rồi. Chỉ cần đồ phần nền một chút. Và không được quên ký tên. Một ngày nào đó nó sẽ có giá. Xong rồi. Không cảm ơn em đâu. Trời. Yeah. Tay mình được tự do rồi. Nhưng đợi đã. Ôi không. Mình không sao. Nào cả lớp. Thử thách tiếp theo của chúng ta có chủ đề ảo ảnh. Bắt đầu sáng tạo nào. Ok, biết phải bắt đầu từ đâu rồi. Oh, yep, ước gì mình có cảm hứng. Một vài đường thẳng sẽ được đấy. Sau đó chỉ cần nối chúng lại. Dễ ẹt nhưng rất đẹp luôn. Chắc chắn lần này mình sẽ thắng. Xong rồi. Nó rất đẹp. Xem bức vẽ của em nè. Mình sẽ suy nghĩ thêm chút nữa cho bức vẽ của mình. Và chỉ cần đường thẳng thôi. Khi đã vẽ xong một hình vuông hoàn chỉnh, sẽ vẽ các đường kẻ ở trên và dưới. Rồi bên trái và bên phải, như bạn thấy thì hơi mất thời gian một chút, nhưng cuối cùng sẽ có kết quả. Khi bạn đặt những đường thẳng theo cách nhất định, bạn có thể tạo ra tất cả các kiểu phối cảnh. Chỉ cần luôn đi theo khuôn mẫu này, và một ít màu cũng sẽ hiệu quả. Nhìn nó sống động chưa này? Gần như bạn có thể nhảy vào trong luôn. Em thử nhé. Như này sao? Ôi không! Này, chị có thể thấy em trong đó. Ok, em xong rồi. Và có thêm bonus cho thầy nữa. Có chuyện gì trong đó vậy? Này, em ở trong này rồi. Để thầy xem. Thầy sẽ giúp em ra khỏi đó.
Ra đi! Đợi đã! Cẩn thận! Ra đi! Ra đi! Thầy làm được rồi! Đợi đã! Sao vậy? Em rất thích ở trong đó mà! Đợi đã! Em đã đi đâu vậy? Mình không muốn bị kẹt trong này đâu! Tuyệt tác vĩ đại của ta! Chào! Chú trang trí chỗ này cứ bị đỉnh ấy ạ! Chú có quả cho cháu đây này! Bút hả chú? Không phải bút bình thường đâu nha! Cháu có bút laser rồi chú! Vậy hả? Ok, thế cái này thì sao? Nhìn như son môi, nhưng coi nhé! Hả? Ấn tượng lắm đúng không? Chán nhỏm, cháu có từ năm ngoái rồi! Khác với trà khứa! Để chú nghĩ phát! Hả, biết rồi! Tăng tốc được không chú? Nhìn thấy mọi thứ luôn nhá! Trời đất ơi! Chú coi này! Thế này thì sao mà dùng ạ? Mình phải làm gì đây? À phải, mình có cái này mà! Đặt cặp kính bị gãy lên một mặt phẳng! Dùng bút 3D để tạo ra mối nối tại điểm giữa hai cái kính! Tiếp tục thêm nhựa lên khắp gọng của cặp kính này nào! Sau đó lặp lại tương tự với cạnh bên trên của gọng! Khi đã xong thì gắn cẳng kính vào và dùng bút 3D dán nó lại! Vẽ lên khắp cái cẳng luôn nhé! Vậy thì chẳng ai biết được cái kính này từng gãy cả! Sửa xong rồi, nhìn hơi bị chất nhở! Cho cháu thử với! Chà, cháu thấy sao nào? Thôi, cháu trả chú này! Nhưng... mình hiểu ra rồi! Ok, cậu sẵn sàng chơi Ashley! Tớ quay chơi nhé, đi mà! Cậu quay đi! Cảm ơn cậu, tớ hồi hộp quá! Thả con kìa! Thấy không? Ủa, chơi kỳ vậy? Là mèo mà! Không, con lô, là thỏ con chứ! Dừng lại! Xấu xa! Tớ chỉ muốn tuân thủ quy tắc thôi! Nếu cậu muốn chơi kiểu ấy thì chiến luôn! Vào việc thôi! Tớ đã luyện tập cho ngày này lâu lắm rồi! Nhào vô đây! Ê, mũi tớ! Mình phải làm gì đó? Đủ rồi! Tớ từ bỏ! Cho tớ mượn! Xem nè! Tớ sẽ vẽ vài hình chữ S lên tờ giấy, rồi nối chúng lại. Chắc chắn sẽ dễ thương cho mà xem! Không thể quên hai mặt cười tươi nè! Một chú thỏ và một chú mèo! Nhưng cần tô màu cho chúng nữa! Nhìn chúng vui chứ kìa! Vẽ kiểu này dễ thật đó! Tớ sắp hoàn thành rồi! Justin ơi! Nhìn mà xem! Chúng đang ôm nhau! Wow! Con mèo kìa! Mèo dễ thương quá! Thấy cưng quá đi mất! Được rồi! Bắt đầu nào! Thôi! Tất nhiên là cậu trước rồi! Thôi! Tụi mình sẽ làm cùng nhau! Đã đến lúc xem bánh xe chọn gì rồi! Biểu tượng mắt cười! Thật á! Yes! Tớ phải dùng một tay! Còn cậu không được dùng tay nào! Giờ để xem phép màu cho chúng ta gì nhé! Khoan! Bóc cái chai này Biết gì không Sky? Tụi mình đi lấy tạm dề cho thử thách này đi! Ok! Tụi mình đã sẵn sàng thực hiện vòng này rồi! Biết đâu mình có thể bắt bánh xe đổi sang thứ gì khác! Dừng đi! Đi mà! Ôi trời ơi! Thành công rồi! Thật không thể tin nổi! Vậy là giờ mình sẽ vẽ một cây kem ngon lành! Ok! Vẽ hình tròn nè! Tiếp theo là một đôi mắt thật tươi vui! Chúng ta cần vẽ cả lông mày nữa chứ nhỉ? Ok! Màu này thế là đủ rồi! Sang màu xanh dương! Mình sẽ vẽ giọt nước mắt rồi tô màu xanh vào trong! Chắc là mình vẽ vẫn ổn nhỉ? Đổ gần hết bột luôn rồi! Mong ra đúng hình kem! Giờ sang màu đỏ nè! Vẽ mạnh một chút là được! Chỉ cần phun bột đỏ lên dưới bột xanh như thế này, nhìn thấy thì cũng không đến nỗi. Được rồi, chuyển sang màu vàng nào. Màu vàng tươi thể hiện niềm vui mà. Mình chỉ cần phun màu vàng vào hết khoảng trống. Phải đổ màu sao cho không còn một khoảng trống nào. Chỉ cần thêm một chút thôi và xong. Giờ thì lật lại. Ôi trời ơi, cũng ra gì và nề nọ phết đấy chứ. Ôi không, mình thấy nhột nhột ở mũi. Không ổn rồi. Thôi xong. Giờ mất cái nắp rồi. Giờ thì là một đống lộn xộn. Đúng là cú ngoạt khó lường đấy Sky. Khổ thân. Thôi kệ, chả sao. Chắc vậy là xong rồi. Thôi nè, để tớ dùng thìa vét bột lần giúp cậu xem sao nhé. Để thêm chút ở đằng này nè. Cứ làm như thế chưa đủ tệ ấy.
Nhìn này, cũng ra hình kem rồi mà, chuẩn luôn nhỉ? Thì cảm ơn. Ish, cậu ấy đang cau có khó chịu kìa. Nhưng này, nhìn mặt cười của tớ mà xem, dễ thương nhỉ? Ok, lần này tớ sẽ nhấn nút. Không biết lần này bánh xe sẽ dừng ở đâu ta? Ồ, một cái cây. Tớ không hề nghĩ đến luôn. Khoan, tớ lại không được dùng tay á? Để xem phép màu cho tụi mình cái gì trong thử thách này. Ồ, hình như ở đây là một lọ mực và ống hút. Chà, có lẽ tớ bắt đầu luôn đây. Khỉu tay ơi, thể hiện sức mạnh đi xem nào. Tốt lắm, giờ thì mở nắp lọ mực. Yes, ok. May mà ống hút được tạo ra cho miệng đấy. Được rồi, giờ tớ cần dùng ống hút để lấy mực. Mực lên rồi kìa. Mình phải làm cách khỉ gì với một chiếc ống hút chứ. Ôi không, cậu ấy đang uống mực. Dừng lại, mực là mực đấy. Hả? Phiểu, thế mà tớ cứ tưởng cậu uống nó. Chắc tớ có nhiều lựa chọn để vẽ đấy. Chỉ cần tiếp tục thổi mực theo hướng mà tớ muốn. Wow, hết sảy con bà bảy. Không tin nổi là cậu vẽ được chỉ với một chiếc ống hút trong miệng. Sao mình làm không được? Có khi mình phải thổi ống hút mạnh hơn nữa. Thôi nào, mau ra đi mực ơi. Khoan, có gì trên mặt mình vậy? Mực bắn đầy mặt rồi. Cậu ấy lại làm sao mà khóc thế kia? Cứ như con nít ấy. Khoan, hả? Dừng á, tại sao? Nhìn nè, tớ có sơn hồng. Tớ chỉ cần bóp một đường sơn ra và đến một màu khác nè. Ok, có hai đường sơn rồi. Giờ tớ cần một chiếc tăm bông. Tớ chấm vào màu hồng nhà này, xem nhé. Tớ sẽ chấm đầu tăm bông lên các cành cây màu đen của cậu. Thấy không, trông giống như hoa ấy, giống như nụ đang hé mở vào mùa xuân. Nhìn cái tác này đi, có đẹp không cơ chứ? Wow, cậu thực sự làm cho cây của tớ trở nên đặc biệt hơn đấy. Tớ rất vui vì tụi mình cùng tạo ra bức tranh này. Tớ cũng thế, đẹp ghê. Từ từ đã bố ơi, con cần cái này. Ôi, con bé còn chẳng thấy nữa. Có quên gì không? À, con xin. Đi thôi. Con chẳng tìm thấy ở đâu hết. Không, không có trong này. Sao? Chìa khóa ạ? Còn lại là mất à? Để xem nào. Không, bố tìm dưới này chưa? Con thử xem dưới sofa đi. Có gì không? Không ạ. Thôi nghĩ lại xem. Bố đâu cầm đâu nhở? Kinh quá. Éo. Bố chả biết tìm ở đâu nữa. À, chờ chút. Giữ cho cẩn thận đấy cô nương. Goodbye. Đi học ngoan nha. Ôi, mình có mang chìa khóa không ta? Mình không thấy gì ở đây cả. Tủ đầu giường. Ôi trời. Bố ơi, cho con vào. Chuyện này có một bước ngoặt thú vị đấy. Bỏ tay chấm com. Chắc ở ngoài này mãi thôi. Chẳng có ai chịu vứt rác cả. Ava, con quên chìa khóa ạ. Lại nữa. Trời đất. Tất cả đồ của con đấy hả? Tự dưng bố có ý này nè. Bố có thể dùng một mảnh ghép hình để đảm bảo con không bao giờ mất chìa khóa nữa. Sau khi phủ kín mảnh ghép, hãy dán chữ cái đầu trong tên của con lên. Xong xuôi. Giờ con sẽ không quên nữa đâu. Của bé đây. Có chữ A này bố ơi. Con cảm ơn. Bố làm một cái giống kìa. Ghép vào nhau dễ thương xỉu luôn. Bố mình là số 1. Hiệu quả ghê. Đã bao giờ nhìn thấy unicorn gần thế này chưa? Giờ thì thấy rồi đó. Đây là nguồn cảm hứng duy nhất. Bút của tớ đâu? Vẽ
bằng cái gì bây giờ? Vẽ bằng bút là trò xưa rồi. Hộp hội họa đây nè. Đúng là vừa ngay mở ra. Tuyệt, chuẩn không cần chỉnh. Wow, cho tớ dùng chung với. Được, chúng mình là bạn thân mà. Nè, màu trắng mà vẽ gì chứ? Chẳng nhìn thấy mô tê gì đây. Kệ cậu chứ. Ôi trời, phải làm sao bây giờ? Mình có nên giúp không? Đây. Wow. Đúng này, đâu ra thế này? Cố lên nha. Mình bắt đầu vẽ được rồi đấy. Khoan, biết rồi này. Mình sẽ vẽ một hình siêu bí mật. Không ai có thể nhìn thấy. Mà chưa thấy được đâu. Vì sơn không phủ lên hình được, nên mình càng sơn thì bức tranh bí mật càng lộ ra. Ta-da! Là unicorn nè. Nhưng các bạn có thể tùy vẽ gì cũng được. Khả năng là vô tận mà. Hạ bút xuống nào. Đẹp không ạ? Cũng tạm đấy. Nhìn tranh của Ashley. Wow! Sao có thể như vậy chứ? Mình đưa sáp màu trắng cho cô ấy mà. Đêm này là một đêm trọng đại. Tại nách mình sao? Dùng cái này khử mùi nè. Xong nhé. Chắc em ấy cũng sắp tới rồi. Đến lúc rồi. Vào đây nhé Nhẫn ơi. Em ấy đến rồi. Bé ơi. Dạ. Anh yêu ơi, hôm nay em vui lắm luôn á. Em đói bụng không? Ăn bánh trước đi. Dạ được, hôm nay ở công ty. Ôi, thôi chết, em nuốt luôn rồi sao ấy? Dạ. Em không thấy cái Nhẫn à? Anh bỏ vào trong bánh á. Thôi chết cha. Không. Vòng cổ của em. Dạ. Không có gì đâu. Chờ anh chút. Chúng ta có máy lả tóc này. Bọc dây nến vào máy và cho hạt vào bên trong. Nhấn. Wow, tuyệt. Giờ thì bóc ra cả mảng. Rồi quấn xung quanh bút lông. Nó cứng lại rồi đấy. Ready. Dạ. Liệu em có biến anh trở thành người hạnh phúc nhất không? Làm vợ anh nhé. Sao? Cả lớp. Thử thách tiếp theo của chúng ta có chủ đề ảo ảnh. Bắt đầu sáng tạo nào. Ok, biết phải bắt đầu từ đâu rồi. Yep, ước gì mình có cảm hứng. Một vài đường thẳng sẽ được đấy. Sau đó chỉ cần nối chúng lại. Dễ ẹt nhưng rất đẹp luôn. Chắc chắn lần này mình sẽ thắng. Xong rồi. Nó rất đẹp. Xem bức vẽ của em nè. Mình sẽ suy nghĩ thêm chút nữa cho bức vẽ của mình. Và chỉ cần đường thẳng thôi. Khi đã vẽ xong một hình vuông hoàn chỉnh, sẽ vẽ các đường kẻ ở trên và dưới. Rồi bên trái và bên phải, như bạn thấy thì hơi mất thời gian một chút, nhưng cuối cùng sẽ có kết quả. Khi bạn đặt những đường thẳng theo cách nhất định, bạn có thể tạo ra tất cả các kiểu phối cảnh. Chỉ cần luôn đi theo khuôn mẫu này, và một ít màu cũng sẽ hiệu quả. Nhìn nó sống động chưa này? Gần như bạn có thể nhảy vào trong luôn. Em thử nhé. Như này sao? Ôi không. Này, chị có thể thấy em trong đó. Ok, em xong rồi. Và có thêm bonus cho thầy nữa. Có chuyện gì trong đó vậy? Này, em ở trong này rồi. Để thầy xem. Thầy sẽ giúp em ra khỏi đó. Ra đi. Đợi đã, cẩn thận. Ra đi, ra đi. Thầy làm được rồi. Đợi đã, sao vậy? Em rất thích ở trong đó mà. Đợi đã, em đã đi đâu vậy? Mình không muốn bị kẹt trong này đâu. Nhìn cưng xỉu luôn. Matthew sẽ thích lắm cho xem. Chắc là không rồi. Mình phải sửa lại thôi. Tuyệt, thế là bay luôn cục tẩy. Không sao, chắc trong hộp bút sẽ có.
Đâu thế nhỉ? Nhớ là có mà ta. Khoan đã nào. Gina ơi, cho tớ mượn tẩy đi nha. Ủa, của cậu này. Úi. Ơ kìa. Cảm ơn cậu vì cho tớ mượn nhé. Đúng thứ tớ cần luôn. Matthew vẫn cầm ý. Đi gặp cậu ấy thôi, chắc cậu ấy sẽ bất ngờ lắm. Phù, nhà Matthew xa quá. Ít nhất tí nữa mình không cần tắm. Biết vậy mình đã mang theo áo khoác rồi. Muốn gặp cậu ấy quá à? Gì chứ? Hôm nay cậu xinh ghê nhở. Không thể tin nổi. Với cục tẩy của mình nữa chứ. Bực bội quá đi. Matthew xấu tính quá. Sao lại thế chứ? Mình sẽ không bao giờ cho cậu ấy mượn tẩy nữa. Mình phải làm gì bây giờ? Gina, hả? Cậu đến từ hồi nào vậy? Dùng đồ chuốt đi. Dùng thế nào? Đợi chút đã, tớ hiểu rồi. Cảm ơn cậu. Đáng lẽ mình phải nghĩ ra từ trước chứ. Lật ngược đồ chuốt lại để bắt đầu này. Sau đó mình sẽ phủ mặt sau của đồ chuốt với keo. Mình sẽ cho đầy keo vào đó luôn. Giờ để em ấy khô lại. Vậy là ổn rồi. Keo có thể tẩy vết bút chì đó. Hiệu quả hoàn hảo luôn. Giờ hoàn thành tranh nào. Hả? Cứ tưởng tớ giúp gì được chứ. Tặng cậu gấu này. Ồ, yêu quá đi. Tớ xin lỗi nha. Hôm nay khách vào chậm quá. Em đến cắt và tạo kiểu ạ. Ồ, vâng, rất vui được đón tiếp. Mời em ngồi ghế bên này. Dạ, cảm ơn anh. Thời tiết bên ngoài thế nào em? Vẫn nóng à? Ok, thế em muốn cắt kiểu gì ấy nhỉ? Em muốn tỉa chút xíu phần ngọn thôi, tỉa phấn tóc trẻ ngọn đấy ạ. Được chứ, anh chuyên tỉa tóc trẻ ngọn mà. Để anh điều chỉnh ghế đã nhé. Thêm một chút nữa thôi. Thêm một xíu. Được rồi, anh bắt đầu cắt nha. Tóc em đẹp thật đấy. Chắc em chăm sóc kỹ lắm phải không? Hình như phần này hơi rối thì phải. Có vấn đề gì vậy anh? Sao anh lại dừng lại thế? Không có gì, đừng có lo nha. Anh đang xem xét tóc em thôi. Úi giời ơi, lược gãy làm đuôi rồi còn đâu. Mặt anh như thế nghĩa là sao ạ? Không có chi, anh đang chải tóc mà. Phải làm sao bây giờ, lược xịn nhất của mình đấy. Khoan đã, chuẩn rồi, bút ba đê yêu quý của mình. Khỏi lo gãy lược nữa. Mình đã in hình của một chiếc lược ra, giờ thì tôi theo nó là được. Mình sẽ tô màu bằng loại mực 3D hồng yêu thích. Ok, rất chi là ổn áp luôn này. Được rồi đó, nửa trước của cây lược. Và giờ chúng ta bắt đầu với tay cầm. Mình sẽ dùng màu xanh lá mạ. Màu này đẹp quá cơ, bình thường mình không hay dùng nó lắm. Và vì đã mất công làm rồi thì phải làm cho đẹp chứ nhở. Khi hoàn thiện phần này, mình sẽ làm thêm vài bông hoa nữa. Ok, gần xong rồi. Và voila, lược mới đây. Ồ, em ấy ngủ mất rồi. Mình phải nhanh nhanh cái tay mới được. Chải tóc tiếp nào. Xin lỗi ạ, chắc em đã ngủ gần một lát phải không anh? Hả? Ba la xì bùa. Các em sẽ vẽ một cây kéo. Sao mà khó điên đầu thế nhỉ? Thôi tớ chuyển trước nhá. Bắt đầu nào. Tớ sẽ vẽ quanh cái kéo này một phát. Ở đây trước nhé. Rồi xung quanh tay cầm. Rồi nè. Được đó chứ. Cậu ta đang làm gì vậy trời? Giờ đến bước cắt xén nè. Mình có đủ hoa tay cho trò này không nhỉ? Ồ, cẩn thận cắt vào tay đấy. Cái gì thế ta? Thôi kệ. Cái đống gì bay tung tóe vậy trời? Cứ nhảy vào hình của tớ suốt. Các bạn đã đoán ra được tớ vẽ gì chưa? Cậu bé này sống trên cây và thích ra ngoài vào buổi đêm đó. Hú? Chuẩn luôn, lúc nào nó cũng hú. Là anh bạn cú bé nhỏ của mọi người đây. Dễ thương xỉu luôn nhỉ. Gần xong rồi.
Chuẩn từng cm luôn, chỉ cần thêm chút màu mè nữa thôi. Mấy cái bút dạ quang này đỉnh thật. Sắp hoàn thiện rồi đấy. Ta-da! Thú vị đó. Tác phẩm của Melanie cũng hay không kém đó. Giỏi lắm các em. Đỉnh luôn. Nhưng mà ai sẽ dọn cái đống này đây? Đầy quần tớ luôn rồi. Khổ thân. Vậy là phần thưởng thuộc về Melanie rồi. Sao lại thế nhỉ? Mình phải đọc tiếp thôi. Ok được, cũng hợp lý, mình hiểu rồi. Sẽ ra sao nếu... Ow! Đau quá! Ow! Lớp mình ngồi lại á? Ôi trời đất! Ok ok, bình tĩnh nào, đấy sẽ là cơ hội tuyệt vời cho mình. Đi vào trong nào. Ôi, mẹ ơi, tuyệt vời ông mặt trời. Trong phòng này ai cũng cháy khét lẹ luôn. Mấy người kia đang xăm ở góc cuối lớp. Và người đó thì có guitar. Ngầu quá. Tiếp tục đi, hình xăm này chất như nó cất. Nhìn đã thấy đau rồi. Mong là họ đã khử trùng cái kim. Nhìn chị ấy có vẻ sẽ thân thiện đấy. Lấy đâu ra? Cô ấy vượt tay thắng anh chàng kia cái mổ luôn. Ôi trời đất, cô ấy thực ra là giáo viên. Hả? Quyết định trang phục. Yêu cầu là gì nhỉ? Để xem nào. Đeo khuyên. Thật nhiều khuyên. Phải làm sao bây giờ? Mình không đủ ngầu ở lớp này. Nhưng mình đã làm xong bài tập về nhà. Ủa? Chờ một chút. Cái kẹp giấy. Ôi là la, mình có thể dùng cái kẹp giấy đó. Được rồi, mình sẽ cần vài cái kẹp giấy để thực hiện. 4 chắc là đủ rồi đấy nhỉ. Và giờ mình sẽ cần một cây kim. Mình sẽ lồng các vòng nhỏ mình mới làm vào môi và mũi. Giờ thì hãy đổi quần áo và tóc tai thôi. Đã đến lúc giới thiệu bản thân với cả lớp một lần nữa. Ngầu quá. Mừng cậu nhập hội nhé. Quậy lên, người anh em. Nhìn khuyên trên mặt cậu ấy kìa. Đỉnh quá. Mình mê mất rồi, hành động ngay thôi. Này, yeah, hết giờ đã rồi làm gì làm. Ok vâng, nhưng này, lại ngồi cái bàn kia cạnh anh nhé. Wow, bánh quy thơm nức mũi luôn bà con ơi. Bạn ấy kìa, ôi trời đất, bạn ấy xinh điên đảo. Mình mê mẩn mỗi khi bạn ấy xõa tóc kiểu chuyển động chậm và có mắt kính tôn lên vẻ đẹp quyến rũ kia. Chắc chắn bạn ấy có thể đứng 20/20. Chào cậu, cậu có muốn ăn thử bánh quy của tớ không? Được, cảm ơn cậu. Ngon thật đấy. Nè, cậu cũng cắn một miếng đi. Nếu được thế thật thì còn gì bằng. Phòng này đâu ta? Được rồi, ghi điểm với nàng nào. Mình làm được mà, mình làm được mà. Sẽ ổn cả thôi. Ôi không. Ow, mình ngã đau quá. Ngã lên cái gì vậy? Khuôn cắt bánh quy. Wow, người đâu mà đẹp dữ. Thực ra mình mới nảy ra một ý hay cực. Mình sẽ dùng hai khuôn cắt bánh quy hình trái tim để tạo một trái tim. Đây rồi nè, và giờ mình sẽ phun vào giữa. Mình sẽ dùng cái xi lanh nhỏ này cho sạch và gọn. Vậy là xong, đèn ruby sẽ giúp nó khô nhanh hơn. Nhưng mình cần kim tuyến đã. Những trái tim nhỏ và sao cùng các bông hoa này dễ thương xỉu. Và giờ mình sẽ xếp một cái chồng lên trên. Xuất sắc. Tớ làm móc khóa cho cậu nè. Wow, cậu làm cho tớ sao? Tớ thích lắm. Chị đã sắp xong chưa ạ? Nói chung cũng gần xong rồi. Tuyệt. Khoan. Mẹ sẽ nổi đóa lên khi nhìn thấy hình xăm này cho xem. Hello, sao lại thẫn thờ thế hả? Xin lỗi ạ, em đang hoảng ạ. Được rồi, hít sâu nào. Em cảm ơn. Mà chờ chút. Có ý hay rồi đây. Lấy một khuôn cao su như thế này và nhồi kẹo gấu dẻo nhiều màu vào. Tớ sẽ dùng nhiều màu khác nhau luôn. Cứ nhét kẹo gấu xung quanh vòng nhé. Rồi cẩn thận đổ keo epoxy lên trên gấu. Đổ đầy luôn nha bà con. Vậy là đeo được rồi. Dễ thương muốn xỉu luôn này. Và che hết hình xăm luôn này. Yên tâm rồi. Xăm đã rồi, che đi sao? Thôi tùy em. Con về rồi à Betty? Vâng ạ. Hả? Con xăm à?
Hình nhỏ dễ thương đấy. Nhưng nhìn của mẹ này. Đó. Mẹ là số 1 ạ. Mẹ nào con đấy mà. Ok, lần này tớ sẽ nhấn nút. Không biết lần này bánh xe sẽ dừng ở đâu ta. Ồ, một cái cây. Tớ không hề nghĩ đến luôn. Khoan, tớ lại không được dùng tay á? Để xem phép màu cho tụi mình cái gì trong thử thách này. Ồ, hình như ở đây là một lọ mực và ống hút. Chà, có lẽ tớ bắt đầu luôn đây. Khỉu tay ơi, thể hiện sức mạnh đi xem nào. Tốt lắm, giờ thì mở nắp lọ mực. Yes, ok. May mà ống hút được tạo ra cho miệng đấy. Được rồi, giờ tớ cần dùng ống hút để lấy mực. Mực lên rồi kìa. Mình phải làm cách khỉ gì với một chiếc ống hút chứ. Ôi không, cậu ấy đang uống mực. Dừng lại, mực là mực đấy. Hả? Phiểu, thế mà tớ cứ tưởng cậu uống nó. Chắc tớ có nhiều lựa chọn để vẽ đấy. Chỉ cần tiếp tục thổi mực theo hướng mà tớ muốn. Wow, hết sảy con bà bảy. Không tin nổi là cậu vẽ được chỉ với một chiếc ống hút trong miệng. Sao mình làm không được? Có khi mình phải thổi ống hút mạnh hơn nữa. Thôi nào, mau ra đi mực ơi. Khoan, có gì trên mặt mình vậy? Mực bắn đầy mặt rồi. Cậu ấy lại làm sao mà khóc thế kia? Cứ như con nít ấy. Khoan, hả? Dừng á, tại sao? Nhìn nè, tớ có sơn hồng. Tớ chỉ cần bóp một đường sơn ra và đến một màu khác nè. Ok, có hai đường sơn rồi. Giờ tớ cần một chiếc tăm bông. Tớ chấm vào màu hồng nhà này, xem nhé. Tớ sẽ chấm đầu tăm bông lên các cành cây màu đen của cậu. Thấy không, trông giống như hoa ấy, giống như nụ đang hé mở vào mùa xuân. Nhìn cái tác này đi, có đẹp không cơ chứ? Wow, cô thực sự làm cho cây của tớ trở nên đặc biệt hơn đấy. Tớ rất vui vì tụi mình cùng tạo ra bức tranh này. Tớ cũng thế, đẹp ghê. Vệ sinh nhà đúng là thích. Lần cuối mình lau cái này là hồi nào vậy? Tập trung nào. Đừng làm rơi bỏng nha. Cẩn thận. Này, tớ chẳng thấy gì hết hả? Julie ơi, nhìn màn hình kìa. Ôi không, họ định làm gì nhỉ? Ôi hộp muốn vỡ tim rồi. Cẩn thận chứ ông ơi. Trời ơi, người chơi 456 sắp thua rồi. Sự căng thẳng này làm tôi đói meo rồi. Cậu kề cái này hơi lâu rồi đấy. Bao lâu rồi cậu chưa tắm thế hả? Phải gì thôi. Thơm nức rồi nhé. Mọi người biết sao không? Bày trò giải trí nào. Đầu giấy bảng đến đây. Ta-da! Nhưng chúng ta chưa xong đâu. Dùng keo đen để tô viền mặt nạ này. Khi đã xong, hãy dùng gỗ để tạo ra hình dáng như vậy. Rồi dùng cái giải thế này. Và dính mọi thứ lại với nhau. Ngon lành. Giờ đặt nó lên mặt nạ bằng giấy bạc nè. Sau đó dùng keo đen để làm mặt nạ. Bước này sẽ cần nhiều kiên nhẫn đó. Xong 1/4 rồi. Tiếp theo là vẽ đường ngang nhé. Tớ đã nói là sẽ phải kiên nhẫn còn gì. Giờ đến nửa kia nè. Thời gian cho nhanh như cún chạy ngoài đồng luôn. Giờ đến phần màu trắng. Nhìn đã quen thuộc chưa cả nhà? Nếu mọi người đã xem trò chơi con mực thì hẳn phải biết cái này là gì rồi ha. Nhìn sợ nhỉ? Chỉ một tập nữa thôi. Tập trung nào. Chào gái. Hả? Có phải? Không thể thế được. Đừng làm tôi đau. Tôi không chơi đâu. Bị lừa nhé. Nhìn hay quá vậy. Tôi cũng khéo tay quá nhỉ. Nhìn hơi bị thật phải không? Em là em bé thủ công của tớ á. Julie, nhìn kìa. Cậu cũng làm nhỏ kia hả? Tôi biết tớ chết liền á. Thế thì nó là ai vậy? Chạy lẹ đi má ơi. Vui quá đi. Ok, xem nào.
Ồ, tớ thua rồi. Woohoo, đến lượt tớ quay nhé. Không biết sẽ trúng gì nhỉ? Một bất ngờ. Wow, có quá trời đồ để chọn luôn này. Tớ cứ tưởng đó là kẹo cơ. Gì thế ta? Cậu dùng nó để vẽ. À, hiểu rồi. Thế này à? Vui ghê. Cậu thấy sao nào? Ok. Dùng thế này nè. Hãy dùng nó vẽ xoắn ốc. Đơn giản lắm, cậu chỉ cần di chuyển bút. Hình tròn sẽ làm nốt việc. Tớ làm thế này hoài không chán. Nhìn đẹp thật đó. Ok, hãy thử một mẫu khác xem sao. Thấy không, nó đang tạo ra một khuôn mẫu khác. Không cần mấy cái này nữa. Đẹp chưa bối? Wow. Nhìn bánh cuốn thật đấy. Ashley? Bố có sao không? Yuhu. Này, tỉnh lại đi cái ơi. Đúng rồi, chuông kêu to lắm. Lần này phải được. Nghiêm túc hả trời? Mình cạn ý tưởng rồi. Mình có thể dùng cái lông này. Sáng rồi, dậy thôi. Achiu! Có chuyện gì vậy? À, phải, vòng tròn thật đẹp của tớ. Đẹp lắm. Tớ quay bánh xe nhé. Không, đến lượt tớ mà. Thôi mà, đấu ngón tay xem ai thắng nhé. Chơi luôn. Thật khó phân thắng bại. Dừng lại, sao chúng mình không quay cùng nhau? Cũng được đấy. Chào, bá đạo trên từng hạt gạo. Quan, đây là đâu? Hai tụi mình chuồn đi. Wow, lần đầu tớ xăm đấy. Hào hứng nhỉ, bắt đầu thôi. Cậu có cùng không? Chắc chắn sẽ ngồi khét lẹt luôn. Nhột quá à. Wow, đỉnh của chớp. Tác phẩm diễn giờ của anh đó. Sao lại thế nhở? Em thích lắm. Đừng cho nó lại gần tớ. Mẹ ơi, cứu con. Đến lượt cậu bro. Còn lâu. Tớ sẽ dùng hình này để in. Tớ sẽ cắt hình con bướm ở trên giấy ra, rồi úp nó xuống cổ tay của tớ. Tớ cần xịt chút nước dưỡng sau cạo lông. Giờ thì nhấn chặt xuống làn da. Hình dâm không đau nỉ, rất hợp tớ. Wow, chuẩn đấy. Mình thấy đẹp trai hẳn. À, chạy đi. Tụi mình ướt như chuột lột rồi. Hình như là hết mưa rồi. Tạ ơn trời. Mưa to phết nhờ. Thôi xong, bàn cờ của tớ hỏng hết mất rồi. Không hiểu sao có thể như vậy được hả trời. Nghe này, ngồi đây nhé, đợi tớ một lúc. Chán ghê. Được, gần như sẵn sàng rồi đấy. Phải mặc đồ bảo hộ cái đã. Găng tay, đã đeo. Bắt đầu tiến hành thôi. Mình đã chọn ra khuôn này. Và giờ mình sẽ cho kim tuyến vào hỗn hợp. Ok, giờ thì độ hỗn hợp vào các khuôn ở đây. Vừa vừa thôi nha. Tiếp tục trộn các thành phần. Thêm sắc đỏ vào cho hỗn hợp. Và dĩ nhiên là thêm kim tuyến. Ok, tốt lắm. Giờ thì đổ nó vào khuôn thứ hai ở đây. Hoàn hảo, mình sẽ để chúng cứng lại. Và thế là xong rồi. Chuẩn, tách ra luôn vào ngay. Tuyệt vời ông mặt trời. Mình chỉ cần làm thêm nhiều ô nữa thôi. Bắt đầu thành hình rồi đấy. Nhưng giờ mình lại cần một hỗn hợp trong suốt. Độ đặc này ở mức ổn đấy. Vậy thì đổ vào khuôn bự luôn nào. Phải đổ lên toàn bộ hình vuông và phủ kín các ô vuông nhỏ mình vừa mới làm. Nhưng cũng đổ một lượng vừa phải thôi. Ok, góc nào cũng được phủ kín rồi. Còn một góc này. Yes, xong. Ôi trời ạ, nhìn mà xem, đẹp dã man. Này, đừng có buồn nữa. Tớ làm bàn cờ mới cho cậu đấy. Cậu tự làm á? Cho tớ á? Wow, nhìn đẹp và dễ thương quá. Này, cậu có muốn chơi không? Wow, dính cứng quá vậy trời. Trông mềm thế nhở? Ôi trời. Chào. Ngồi đi, Ellie. Ok. Đừng có mà nhìn tớ. Cô ấy trông thân thiện nhỉ? Màu này hợp với mình đấy. Achi. Nào cả lớp,
Mở sách ra cho thầy. Có cần không thầy? Hôm nay chúng ta sẽ học một bài rất hay đó. Vâng, vâng. Mình thích vở của cậu ấy quá. Mình nên viết bài nhờ. Biết mà, bút của tớ xinh dã man. Ước gì mình cũng có đồ xinh xẻo. Đồ của mình cứ bị chán nòm ấy. Bất công ghê. Có chuyện gì vậy hả? Khoan đã. Em bị sao thế? Em bị ghen tị với bút của cậu ấy. Để thầy xem nào. Bút đẹp thật đó nha. Để thầy giúp em. Thật ạ? Cùng nâng cấp bút bằng mẹo dễ cực này nào. Tháo hết cây bút ra nào, rồi rót keo đầy vỏ bút. Cố đừng làm dây ra lung tung nhé. Vậy là ngon lành. Giờ cho kim tuyến vào này. Cho ống mực vào lại vỏ bút nhé. Và vặn đầu bút. Thế là hết chán òm nhá. Trông đẹp nhỉ. Wow, xem này. Không thể quên anh chàng đáng yêu này được. Ồ, cưng xỉu luôn ý. Cảm ơn thầy ạ. Đợi chút. Giờ thầy thấy thoải mái hơn rồi. Wow, thầy thời trang ghê. Cho thầy xin nhé. Thôi, xấu quá. Em cần phải tân trang đó. Cảm thấy sung sức ghê. Sao? Sao thầy làm hay vậy ạ? Thôi kệ đi, em thích lắm. Thầy là giáo viên yêu thích của em đó ạ. Việc của thầy mà. Cảm giác tuyệt quá. Gì? Wow, trông cậu xinh quá à. Ờ, tôi có cái này tặng cậu này. Thật hả? Cho tớ sao? Cảm ơn nhé. Chào bạn thân. Selfie này. Lớp học này vui thật. Ồ, phải thay đồ đã. Vậy, bài ngày hôm nay. Tụi mình có mỗi mảnh giấy này. Oh, có gì xảy ra nữa kìa. Lại là phép màu đó bà con. Ôi, là một cây kem ốc quế. Nhìn cưng quá. Trông cũng ngon lành nữa. Giờ mà có kem ăn thì thích phải biết. Oh, thật luôn ý. Ê, cho tôi ngắm mẻm với. Vòng này chắc sẽ vui lắm đây. Ủa, lại không tay sao? Chán như con rán luôn. Ok, mình được dùng một tay và chiếc cọ này. Sẵn sàng chấm màu rồi đây. Và tớ sẽ bắt đầu với màu đỏ. Mình sẽ tô cây kem này. Vui quá là vui luôn. Tớ sẽ thêm các chấm màu khác nhau lên hình của tớ. Có đỏ, vàng, xanh dương và nhiều màu trắng nè. Và giờ tớ sẽ cho thêm nước và để màu sắc hòa quyện vào nhau. Nhìn cậu ấy vẽ quá trời quá đất luôn kìa. Mình cũng phải triển thôi. Chắc chẳng còn cách nào khác ngoài việc dùng miệng rồi. Trò này cũng dễ ẹc ấy mà. Ok, mình bắt đầu thêm các chấm màu vào giấy này. Cần phải tô cả màu này nữa nè. Có lẽ mình sẽ thêm chút màu này vào nữa. Ôi không, nhìn thấy ghê quá đi mất thôi. Tài năng của tớ cũng chỉ có hạn thôi. Ta-da. Dù sao thì cũng có màu ấy. Mình cũng ngưỡng mộ bản thân ghê. Tớ cũng tô xong rồi đây này. Thấy không? Kỹ thuật hòa màu của tớ dùng hóa ra lại xịn cực. Thích quá đi. Wow, nó biến thành một cây kem này. Đúng y như tụi mình ước luôn. Nhìn cũng giống cây kem mà tớ mới tô nữa. Đến lúc nếm thử chú kem này rồi. Mong là ngon nha. Chuẩn luôn, ngon tuyệt của mèo. Chắc cậu đang thèm lắm phải không ta? Không biết lần này tụi mình có cái gì nhở? Hồi hộp dã man. Ui là trời. Nhìn này, là một chú ếch nhỏ xinh đấy. Nhìn em nhảy tới lui kìa, như con thỏ luôn. Chà, tớ sẵn sàng tạo nên một kiệt tác có hình chú ếch rồi. Wow, tớ cũng thế. Tớ thích ếch với cóc lắm. Để lấy sẵn giấy đã nè. Tuyệt, lần này là hai tay nè. Và cậu lại là một tay. Hình như lần này tớ được xài bút lông màu đỏ nha. Tớ sẽ bắt đầu với việc vẽ hai nửa trái tim như vậy. Tớ sẽ nối chúng bằng hình dạng này nè. Và rồi một đường cong bên trên. Nhìn mấy ngón tay dễ thương chưa này. Cú té hột me ghê. Vẽ xong mắt rồi thì tớ sẽ tô màu chú em ếch này. Đương nhiên là tớ sẽ dùng màu xanh lá. Trông hơi bị giống thật luôn. Ha, lần này tớ được dùng hai tay đó cả nhà. Chắc chắn là tớ sẽ vẽ nhanh hơn cậu ấy vì tớ có hai tay mà lị. Tuyệt vời ông mặt trời, kế hoạch của mình quá chuẩn. Cậu ấy nói đúng về tay và chân ếch kê. Nhìn cứ bị đáng yêu ấy. Ok, hình vẽ đã được hoàn thành. Giờ đến công đoạn tô màu này. Mình tô tốc độ thật sự. Dù không gọn gàng cho lắm, nhưng phải nhanh hơn nữa. Wow, bốc khói luôn đây này. Gì thế này? Phải cẩn thận núi lửa chứ bà ơi.
Chà, thế là đi đổi bức tranh con ếch của tớ rồi. Tại tớ màu hơi nhanh xíu thì phải. Còn ếch của tớ thì không bị cháy xém. Em nè, nhìn đáng yêu nhở. Gì dở? Là một em ếch dẻo. Chắc là đến từ bức tranh xịn sò của tớ á. Đến lúc lắc bức tranh này rồi. Lắc. Wow, nhiều ếch dẻo dã man con ngan. Trời đất ơi, mùi thơm nước mũi như dưa lưới á. Tớ sẽ cắn em này một cái, chẳng chờ được nữa đâu. Wow, ngon lắm, tớ siêu thích kẹo dẻo luôn ấy. Wow, cậu đang làm gì vậy? Từ từ, kẻo nghẹn đấy bà ơi. Hâm mà, ngon thế này thì phải tồn thật nhanh chứ. Chà, tụi mình đến nơi rồi nè. Để coi phải làm gì nào. Chào cậu, khỏe không dở? Lâu lắm rồi mới nói chuyện ý. Thế thì mình ngồi đây làm móng tay vậy. Hả? Tuyệt quá, có chuyện gì đây nè? Cậu nhìn ánh sáng ấy đi, kiểu như người người hành tinh với UFO các thứ á. Hồi hộp ghê, phòng này đỉnh thật, tớ muốn biết diễn biến tiếp theo quá. Khoan, tớ không được dùng tay sao? Trời đất, bất công dã man. Tớ được dùng một tay, vậy là ổn áp quá rồi. Bắt đầu vẽ chú người ngoài hành tinh nhỏ xinh này thôi. Đây là đầu này, giờ đến phần thân của chú. Người ngoài hành tinh nào cũng cần có tay nhở? Đương nhiên là hai tay rồi. Bắt xuống tới đôi chân còi, giờ thêm chút chi tiết nữa. Anh chàng cần đôi mắt đen to bự nổi tiếng nữa. Và mũi lẫn miệng siêu nhỏ. Giờ cho chú nổi lên và di chuyển thôi. Cậu ấy dùng một tay, vẽ mới đơn giản làm sao. Ôi là trời, có người ngoài hành tinh thật đứng cạnh tớ này. Anh ta đang vẽ vời gì đó với đĩa và bút dạ của mình. Để xem anh ta làm trò gì nào. Hình như là người ngoài hành tinh á. Này ông bạn người ngoài hành tinh, xem tôi làm gì với đĩa của tôi nè. Thấy không, tôi làm cậu ấy nhảy nhót khi nước di chuyển á. Trời đất, phải công nhận là chú bạn này nhảy hơi bị đỉnh đó nha. Cậu có thích không? Chắc là mê tít rồi chứ gì. Tuyệt, cậu ấy thích kìa. Wow, cái bánh kèm vũ trụ đó nhìn mới tuyệt làm sao. Wow, cậu ta để bên cạnh mình này. Đoán ra rồi, đây, tôi tặng cậu đấy. Đây chính là cái bánh đỉnh nhất mình từng thấy á. Cậu ấy có bánh kem còn mình thì có cái nịt. Chán thật sự. Còn bức vẽ người ngoài hành tinh nguệch ngoạc trên đĩa này. Này, thế còn đĩa của tôi. Cậu không cần cái này hả? Cho tôi đổi lấy bánh luôn được không? Không á, gì thế này? Cậu là tác giả của cái đĩa này đó nha. Không thể tin nổi luôn. Nhìn tuyệt quá đi mất, mình cặp một miếng đây. Nhòm. Cái bánh này đúng là ngon bá cháy. Thật tuyệt khi mình thắng được ván này. Tớ thích mấy chiếc kẹo này lắm, vị trái cây á. Tớ thấy hương nhiệt đới đúng là ngon nhất trên đời. Mà khoan đã, tớ nghĩ ra cái này nè, để đổ kẹo khỏi túi xem sao. Nhìn xinh xắn và màu mè ghê chưa? Tớ thích màu hường lắm. Bây giờ là sắp xếp một chút. Tớ sẽ bắt đầu với màu xanh dương. Và đây là màu hồng nè. Ok là gọn gàng rồi đấy. Chuẩn bị tinh thần xem ảo thuật nhá. Tuyệt, hiệu quả rồi. Nó biến thành một chiếc poppet y như tớ nghĩ luôn. Giờ thì chơi thôi bà con. Ủa, gì vậy má? Cậu đang làm trò gì thế? Tụi mình phải vẽ cơ mà. Phải rồi ha. Tớ quên mất. Tại cái poppet này vui tay quá ấy. Tuyệt, lần này tớ được xài tay nè. Hẳn hai tay luôn nhá. Cơ hội của mình là đây. Cho tớ mượn poppet làm trò chút nha. Thật ra thì tớ sẽ dùng nó để vẽ. Bắt đầu với việc tô màu nè. Ok, tớ sẽ dùng cọ để tô màu mấy cái ô nhỏ trong poppet. Muốn xem thành quả lắm luôn rồi ý. Tuyệt đấy, giờ làm tương tự với hàng màu cam nè. Ok, vậy là xong rồi, để tớ thử một phát xem sao. Tụi mình phải ụp cái poppet này lên tờ giấy á. Bắt đầu nhấn nhấn thôi. Đỏ đỏ, thêm màu xanh dương ngạt nữa. Trời ơi, nhìn cậu ấy xài hai tay vui dã man chưa kìa. Khoan, mình biết phải làm gì rồi. Cố lên mũi ơi. Cưng sẽ trở thành cây cọ xịn sau của chị. Ồ, màu vẽ hơi bị lạnh đấy nha. Đến lúc thêm vài cái chấm trên tờ giấy bằng mũi rồi. Trò này hơi bị được đấy. Giờ đổi màu xem nào. Nhìn này, tớ tự vẽ hình poppet bằng mũi đây. Yay, tớ cũng xong rồi. Thú thật thì nhìn cứ bị đỉnh á. Xem mấy cái chấm của tớ hoàn hảo chưa này. Cá chắc là đẹp hơn của cậu. Wow, phép màu quay trở lại rồi. Là bánh quy poppet á. Tớ xin mạn phép nhé. Ôi trời, phải nói là ngon xỉu ngang luôn á. Nhìn cũng xinh xẻo nữa chứ. Tớ cắn một miếng đây. Wow, cậu có thấy ánh sáng trên bàn không? Hình như lần này tụi mình được hộp quà. Tớ xì cái này nhá. Ôi là trời, xem của tớ là gì này. Mấy lon sơn xịt double. Không biết trong này có gì ta. Lắc lắc thế này thì chả biết được. Để tớ mở xem. Wow, nguyên một hộp toàn bút màu mới toanh này. Thích dã man. Nhìn này, một cái hộp nhỏ nữa. Không biết có gì bên trong nhở. Tớ mở để xem sao đây. Hả? Tớ không ngờ luôn ấy. Là kẹo dẻo hình mắt.
đúng là dẻo lắm luôn. Ok, tớ sẽ ăn ẻm vì đói lắm rồi. Đã cái nư ghê, còn dai dai nữa chứ, ngon lắm nha. Wow, món snack này đúng là hết sảy, ước gì được ăn thêm nhở. Ủa, nhìn này, lần này cả hai chúng ta đều được dùng tay. Ok là, tớ có bao tay ở đây và sẵn sàng vẽ vời rồi. Tớ sẽ bắt đầu với màu xanh dương này và xịt một đốm ở giữa. Giờ, tớ sẽ dùng ly nước này để xịt sơn trắng. Đấy, thế là có một vòng màu xanh tròn trịa rồi nhé. Tiếp theo là cái đĩa này. Tớ sẽ úp nó xuống tờ giấy. Đến lúc dùng màu đen này rồi. Tuyệt vời, tớ cần một vòng tròn ở giữa làm đồng tử nữa. Vì đây là con mắt mà. Tớ sẵn sàng dùng bút chì màu bằng một tay rồi. Triển luôn đây, đã đến lúc dường quá ta đầy vẽ con mắt rồi. Nãy giờ nhìn vẫn xịn sò đấy. Và tớ đã vẽ xong rồi này. Ta-da, khuôn mặt vui vẻ nhỏ xinh đã hoàn thành. Wow, sao cậu làm hay thế? Gì, con mắt đáng yêu của tớ á, nhìn có đỉnh của chóp không nè. Trời đất, phép màu biến bức tranh của tớ thành một con mắt dẻo nữa này. Nhưng mà cái này khổng lồ luôn. Má ơi, gì vậy trời, siêu kinh luôn á, cho tớ ăn với. Gì, mơ đi, của ai người đó ăn. Giờ thì cho xin phép nhá, tớ chen chú kẹo to đùng này đây. Trời ơi, biết vậy, mình đã cho cậu ấy ăn ké bánh kem rồi. Wow, cái gì thế nhở? Chuyện này là sao? Hích lại nữa này, ở đâu mà nhiều thế? Được rồi, chúng ta đến thử thách tiếp theo nào. Quá trời các màu sơn với mút tán trang điểm. Dai và mịn lắm luôn. Để tớ kiểm tra lại lớp trang điểm đã. Tớ chắc chắn cần dặm lại một chút rồi. Tớ cũng thế Sky ạ. Ôi nhìn kìa, bánh xe. Nhìn đi, nó dừng ở mút tán trang điểm. Yay, và chúng mình có hai tấm toan vẽ dài nè. Được rồi, có đủ đồ nghề rồi, giờ xem tay nào nhé. Trời, cả hai đều không được dùng tay. Lấy sơn nào. Ow, đầu tớ. Ouch. Ok, tụi mình phải cẩn thận hơn. Ok, tớ đã chấm đường mút tán vào màu vàng. Và giờ tớ sẽ chấm nó lên toan vẽ và cố gắng tạo thành một đường thẳng. Chắc tớ sẽ bắt đầu với màu xanh sáng này. Và tớ sẽ sơn từ đầu đến cuối toan vẽ luôn. Giờ tớ cần thêm màu cam vào đường màu vàng lúc nãy. Chuyển sang màu hồng nhạt nào, tớ sẽ chấm vào bên cạnh màu xanh. Tớ sẽ cần màu xanh lá tuyệt đẹp này. Chào này cũng vui phết Lexi ha. Ok, làm việc tiếp nào. Tớ cần chút màu xanh ở ngay vùng này. Tớ cần tiếp tục tán màu hồng này vào nhau. Yes, hiệu ứng ombre của chúng mình đỉnh chứ này. Wow, đẹp dã man con ngan. Còn bình lặng nữa. Tớ cũng xong rồi, mỏi hết cả hàm rồi nè. Wow, tranh của cậu khác hẳn phong cách của tớ luôn. Wow, chà cậu thấy tranh của tớ chưa? Lexi, nhìn đây nè. Yeah yeah, đẹp lắm Sky. Tớ chỉ... sao mà cậu vẽ được đỉnh vậy trời? Cảm ơn nha, tớ vẽ y như tớ hình dung trong đầu thôi. Tớ không biết nên cảm thấy sao về tranh của mình nữa. Thôi mà đừng buồn, tụi mình cùng vẽ thêm đi. Dùng hoa cúc nhé. Tớ sẽ úp màn hoa xuống toàn vẽ của cậu. Và giờ chúng ta nhúng mút tán vào sơn trắng. Sau đó chúng ta chấm sơn lên rìa của cánh hoa như thế này. Wow, làm thêm một bông ở trên này nhé. Wow, Sky, cậu làm cho tranh của tớ nổi bật hẳn. Giờ thì tớ thích rồi. Cánh hoa tạo hoa văn đồng lạ chứ kìa. Đẹp dã man. Không có gì, rất vui vì giúp được cậu. Sky, lần này cậu nhấn nút đi. Ok, bánh xe quay nè. Để xem lần này tụi mình phải vẽ gì nhé. Hi, unicorn, tớ thấy háo hức lắm luôn. Wow, cái này mới nha. Lexi ơi, nghĩa là cậu phải bịt mắt đấy. Nè, tớ mà bị bịt mắt thì tớ cũng phải làm unicorn mới chịu. Yes, chúng mình sẽ trang trí bánh quy hình unicorn. Vui ghê. Lại đeo tạp dề. Ok, có lẽ tớ sẽ kéo miếng bịt mắt này xuống. Sky, cậu đâu rồi? Cậu có ở đó không? Nhưng ở đó có gì đấy? Yes, bánh quy đi rồi. Mình sẽ trôm luôn. Mầm mầm thôi nào. Lexi, nhưng mà tớ có nhìn thấy gì đâu cơ chứ? Nhom 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 nhom. Mà chờ chút, bánh quy của mình đâu rồi? Mất rồi. Không có à? Đi đâu được ta? Tớ thì chả nhìn thấy gì rồi. Biến mất như làn gió ấy. Tớ sẽ lấy bánh quy mới vậy. Và mình phải để mắt tới nhỏ Lexi. Nào nào, tụi mình bắt đầu trang trí bánh quy đi. Ok Lexi, tớ sẽ giúp cậu lúc đầu. Đây là kem trắng của cậu nè. Tuyệt, cảm ơn Sky, tớ sẽ làm luôn đây. Cảm giác khó thật đấy. Đầu tiên tớ sẽ tô theo đường viền bánh quy. Ok là, và giờ tớ có thể tô thêm nhiều kem trắng vào trong. Ok, không khó như tớ tưởng. Chắc là đẹp lắm ha. Wow, chắc là bánh quy sẽ dễ thương lắm cho mà xem. Thêm một chút nữa thôi và xong. Phủ toàn bộ bánh quy rồi. Bây giờ tớ sẽ dùng cây cọ vẽ này và kem màu vàng óng. Tớ sẽ tô ở phần đáy và cả ở trên tai nữa. Ok, phải tô cả sừng nữa chứ.
Giờ tớ sẽ vẽ một đôi mắt to tròn cho Unicorn. Tớ cần dùng một chút kem màu đỏ ở đây nè. Unicorn có lỗ mũi hình trái tim. Cưng xỉu. Không ngờ mình vẽ Unicorn giỏi như vậy. Ok, tớ cần màu này. Mà đây là màu gì nhỉ? Bó tay. Nhưng Unicorn cần mắt, lại phải đổi màu thôi. Phải tạo ra lỗ mũi cho Unicorn thở chứ. Rất chi là quan trọng. Kiểu gì cũng đẹp xuất sắc cho mà xem. Yay, xong rồi. Còn cậu thì sao Sky? Ôi không, ai mà ngược đường nó lại thành ra thế này. Chà, cậu bị bịt mắt mà vẽ được vậy là đỉnh rồi. Nhìn chú muốn hôn cho Unicorn một cái. Nhìn căng xỉu, cậu nói đúng. Hôn hôn hôn. Thôi không sao, tớ có sự nè. Ok, chỗ này nhìn ổn áp đấy. Vâng. Cây cối, thiên nhiên, còn gì hơn. Ta chiến thôi. Ok, không biết nữa. Gì? Này, đừng có nhòm bên tớ. Gì mà căng? Ờ, thế thì tớ sẽ sang bên này. Vẽ gì giờ ta? Bingo, chú chim đáng yêu xỉu. Mong là David không thấy nó. Tớ nhìn thấy trước. Người vẽ chim đẹp nhất sẽ thắng. Một hình tròn khéo léo rất quan trọng đấy. Chỉ cần biết vẽ các nét ở đâu là được. Đẹp ha. Nhưng thêm màu sắc sẽ làm nó nổi bật. Màu vàng là màu tươi tắn phải không? Màu này rất hợp với anh chàng vui vẻ. Còn chút xanh lá thì sao ta? Sắc màu yên bình đấy. Và chút màu xanh dương sẽ cho mắt một màn chiêu đãi. Vẽ ở viền trước lúc nào cũng thật tuyệt. Mọi chuyện có vẻ suôn sẻ phải không nào? Sắp xong rồi. Chỉ cần trang trí nốt một xíu nữa là xong. Và hoàn thành tác phẩm rồi. Một tuyệt tác đích thực. Đồng ý không nào? Chuẩn. Mình thấy rất hài lòng. Cái gì kia? Tớ chỉ cần thêm tay thôi. Hóa ra bạn chỉ cần một bàn tay thôi. Chà, bàn tay cùng các chấm và các đường ở vị trí hợp lý. Bạn đã thấy mặt của chú chim chưa? Đừng lo, bạn sẽ sớm thấy thôi. Cành cây sẽ tiết lộ nhân vật của chúng ta. Và đây là bàn chân nhỏ xinh này. Và lá cây màu xanh. Cảm giác thật yên bình. Bạn đã thấy chú chim chưa? Mình cũng sáng tạo lắm đấy chứ. Chà, nếu cậu muốn xem đến thế. Hết giày phải không? Oh. Tớ thấy cả hai bức đều rất đẹp. Chúng mình hỏi thầy xem nhé. Nghiêm túc hả trời? Mong là thầy vẫn ổn. Có vẻ thầy chỉ ngủ gật thôi. Thầy. Xong rồi à? Tốt lắm. Giờ thì cho thầy thêm 5 phút nữa. Thế cũng được. Mình cần thứ gì đó thu hút mọi người. Và mình đã biết rõ. Màu sắc bổ sung cho chiến thắng. Nhưng vẫn còn thiếu cái gì đó. Nhưng gì chứ? Quả bóng này, trời chán quá. Wow, tuyệt vời ông mặt trời. Mẹ. Ôi, không phải lúc. Vâng ạ. Mẹ còn quá trời sơn chưa dùng kìa. Vậy là có cái cho mình chơi rồi. Con xin. Mình chẳng biết phải làm gì cả. Ok, mình sẽ thử một chút. Ủa, bảng sơn của tôi đâu mất tiêu rồi. David, con đúng không? U là trời. Mẹ ơi, con vẽ đây. Con gọi nó là nước ao. Đúng rồi. Con muốn vẽ bằng mặt hả? Thử lại đi, David. Wow, nữa này. Vui ha? Chuẩn không cần chỉnh mẹ ơi. Ừ, nếu con dùng ngón tay thì sao? Đang đến đây. Ha, đốm xanh đang đến đây cả nhà ơi.
Giờ thì đến màu yêu thích của mình. Woohoo! Xong rồi! Nè, mẹ ơi! Ôi, đẹp quá này con ơi! Nhưng hãy thử mẹo này nữa. Đối xứng có thể rất đẹp đấy. Và để chứng minh điều đó đúng là con tự mình làm tất cả đấy. Đó là một chú bướm lộng lẫy. Đường này sẽ khiến cho chú bướm thật sống động, cùng với đường viền của cánh nữa. Bên kia nè, đó. Chiêm ngưỡng vẻ đẹp thuần túy này đi. Và đó mới chỉ là bắt đầu thôi con yêu. Crush làm mình cảm thấy được truyền cảm hứng. Mong là cậu ấy sẽ thích món quà nhỏ. Đến đâu hay đến đó vậy. Chào David nha. Tuyệt, cậu ấy biết gì cho mình thế nhỉ? Chuẩn, mình đã có linh cảm tốt mà. Tìm ơi, bình tĩnh nào. Để xem nào. Cửa. Sách của tớ. Xin lỗi nha, để tớ nhặt lên giúp cậu. Mềm quá. Sách tớ. Phải. Vậy... cảm ơn cậu. Hình như mình yêu rồi. Khoan, nhìn lần cuối thôi. Đúng, anh chàng này thật sự đặc biệt. Mình sẽ nói thế. Chẳng cách nào hay bằng việc nhắc người ấy về khoảnh khắc hai người trao ánh mắt tình. Phần khó nhất đã xong. Đẹp. Wow. Tớ nhớ rồi. Ngọt ngào quá đi. Yêu cậu cục cưng à. Chuẩn bị là bước quan trọng nhất trong việc sáng tác. Màu đó bắn tung tóe. Dù sao thì đã đến lúc biến ý tưởng thành nghệ thuật. Nét đầu luôn là nét đẹp nhất. Thêm một xíu màu xanh dương, trông cũng ra gì vào này nọ đấy. Mà có phải không? Xấu dã man con ngan. Không, may mà mình chuẩn bị nhiều giấy. Lượt. Lần này còn xấu hơn lần đầu nữa. Cố lên nào, tập trung. Đùa tôi hay gì hả trời? Sao có mỗi bông hoa mà không vẽ ra hồn? Được rồi, bình tĩnh. Hít sâu nào. Mình làm được mà. Mình dư sức làm được. Tỏa sáng thôi. Từ từ, từ từ. Chú! Hả? Vận xui không rủ cũng tới. Nhưng chờ một chút. Hình này trông cũng hay đấy chứ. Dùng ý tưởng này được. Dùng cọ vẽ của bạn theo nhiều cách khác nhau sẽ giúp bạn tạo nên hoa văn vô cùng độc đáo. Trong trường hợp này, cánh hoa. Sau khi vẽ xong đầy đủ các cánh hoa, vẽ thêm màu xanh lá cho lá cây và cuống. Trông rất đẹp và hài hòa phải không nào? Nét vẽ cẩn thận sẽ rất thành công. Bạn có thể gắn hai bông lại. Như vậy giấy trông sẽ đỡ bị trống. Mình biết mình làm được mà. Wow! Cậu tự vẽ bức này luôn á? Tặng cho cậu này, Annie. Tớ còn phải sáng tác nhiều lắm. Và lần này, mình sẽ sử dụng một phương pháp mới toanh. Nhưng đừng lo, chúng ta sẽ giữ nguyên chủ đề. Thấy các nét vẽ làm cho lá cây trở nên thật sống động chứ? Đừng ngại dành thời gian với các chi tiết nhé. Bạn còn có thể vẽ cỏ nữa. Nhưng phần tiếp theo sẽ phức tạp hơn một chút. Mình có thể dùng sơn vải phồng như thế này để tạo họa tiết mới vui nhộn với một quả bóng. Mãn nhãn quá, mèn đét ơi. Giờ thì dùng nó như con dấu. Và bạn sẽ có được những bông hoa độc đáo, rực rỡ. Còn bên này nữa này. Đẹp ha. Tuyệt vời. Cậu thấy sao nào?
David, sao mà cậu vẽ được tranh dễ thương vậy? Nguyên liệu bí mật của tớ. Ồ, bức tranh trông thật tươi tắn. Đẹp thế này đóng khung được. Và sao phải dừng ở đó? Chỉ cần một chút. Phải, chị nói gì? Oh, Susan, hư quá. Không biết nữa. Mẹ ơi, giấy của con. Ôi, mẹ xin lỗi. Úi, xem mẹ làm gì này, hỏng mất rồi. Này, mẹ cho con xem trò này nhé. Đã từng nghe trong rủi có cái may chưa? Chính là tình thế này. Wow. Con á? Ừ, con cũng có thể làm nhiều cỡ. Tuyệt vời quá. Cùng làm nào. Bạn nghĩ giấy này chứa được bao nhiêu hình tròn? Bao nhiêu tùy thích. Mọi chuyện đang trở nên hấp dẫn. Bạn có thể dùng bất cứ thứ gì, tất nhiên miễn nó có hình tròn. Bạn thấy mình đã có đủ chưa? Trông thật hay phải không? Đập tay nào, họa sĩ nhí của mẹ. Nhìn cưng xỉu luôn, Matthew sẽ thích lắm cho xem. Ồ, chắc là không rồi, mình phải sửa lại thôi. Tuyệt, thế là bay luôn cục tẩy. Không sao, chắc trong hộp bút sẽ có. Đâu thế nhỉ? Nhớ là có mà ta. Khoan đã nào. Gina ơi, cho tớ mượn tẩy đi, nha. Ủa, của cậu này. Úi. Ơ kìa. Cảm ơn cậu vì cho tớ mượn nhé. Đúng thứ tớ cần luôn. Matthew vẫn cầm ý. Đi gặp cậu ấy thôi, chắc cậu ấy sẽ bất ngờ lắm. Phù, nhà Matthew xa quá. Ít nhất tí nữa mình không cần tắm. Biết vậy mình đã mang theo áo khoác rồi. Muốn gặp cậu ấy quá à? Gì chứ? Hôm nay cậu xinh ghê nhở. Không thể tin nổi, với cục tẩy của mình nữa chứ. Bực bội quá đi. Matthew xấu tính quá. Sao lại thế chứ? Mình sẽ không bao giờ cho cậu ấy mượn tẩy nữa. Mình phải làm gì bây giờ? Gina, hả? Cậu đến từ hồi nào vậy? Dùng đồ chuốt đi. Dùng thế nào? Đợi chút đã, tớ hiểu rồi. Cảm ơn cậu. Đáng lẽ mình phải nghĩ ra từ trước chứ. Lật ngược đồ chuốt lại để bắt đầu này. Sau đó mình sẽ phủ mặt sau của đồ chuốt với keo. Mình sẽ cho đầy keo vào đó luôn. Giờ để em ấy khô lại. Vậy là ổn rồi. Keo có thể tẩy vết bút chì đó. Hiệu quả hoàn hảo luôn. Giờ hoàn thành tranh nào. Hả? Cứ tưởng tớ giúp gì được chứ. Tặng cậu gấu này. Ồ, yêu quá đi. Tớ xin lỗi nha. Wow, ai ngờ khoa học lại thú vị đến thế cơ chứ. Oh, có tin nhắn. Ôi không, mình quên sự sinh nhật của Gina. Phải tìm quà cho cậu ấy thôi. Chắc xung quanh phải có cái gì mình dùng được chứ nhỉ. Ổn áp này. Giờ chỉ cần tìm quà nữa thôi. Wow. Ôi, dùng ri băng được đấy. Quả rồi không bầm hơi phí. Ok, giờ sáng tạo thôi. Sẽ phải ngon lành. Đấy, trông hơi bị được. Nhưng quà gì được ta? Búp bê hả? Ồ, lại là búp bê. Thích muốn xỉu luôn. Thôi, hòa đi. Ý này được này. Xinh lắm luôn ý. Ông ở đâu mà cả đàn thế này? Tôi bị đốt rồi. Không thể liều được. Ý này mới chất nè. Đùa tớ đấy hả? Dẹp zoom. Thôi nào, nghĩ đi. Biết rồi. Mình có thể làm sổ cho cậu ấy. Bắt đầu với một quyển sổ bình thường. Mở bìa sau ra này và bắt đầu đính một đường keo mỏng quanh viền. Kéo dọc cạnh bên và cạnh đáy của trang nữa.
Tiếp theo bạn sẽ cần một dải duy băng hồng, dính duy băng vào keo này. Lặp lại với những dải duy băng hồng khác quanh đáy của trang. Khi đã xong thì bạn có thể dùng duy băng xanh lá, dính các dải xanh lá ở cạnh bên của trang. Đừng chứa chỗ trống này nhé. Các dải phải nằm cạnh nhau. Giờ thì đóng quyển sổ lại nào. Gấp duy băng hồng lên bìa quyển sổ, sau đó đan dây xanh lên xuống dây hồng nhé. Tiếp tục làm từ dưới lên trên với các sợi duy băng khác. Bạn sẽ tạo ra hiệu ứng mắt cáo ý. Giờ mở sổ lại nè và đính keo lên cạnh trên của trang. Gấp phần thừa của duy băng vào đó rồi dính nó lên keo. Nhớ ấn xuống thật kỹ nhé. Phết keo quanh viền lần nữa, chỗ bên trên duy băng ý. Nhớ phết ba cạnh của trang thôi nha. Giờ mình đặt một miếng giấy lên trên, ấn một cái thật mạnh để cố định tờ giấy. Xong, sổ tự làm này, mong là Gina thích. Mình sẵn sàng đi sinh nhật Gina rồi. Tớ có quà cho cậu này. Wow, giấy cắt nhỏ này, cảm ơn cậu. Gì vậy má, xem trong hộp kìa. Oh, phải rồi. Cảm ơn cậu là số 1. Tớ biết mà. Móng của mình trông xinh ghê. Đo tỷ lệ đúng là khó thật, nhưng cũng vui. Phải rồi. Cái gì đấy? Thuyền của tớ đấy. Thôi kệ cậu, tớ tập trung làm móng đây. Làm đi, tớ còn phải hoàn thành bức tranh. Ôi không, bút chì của mình. Không có chuốt mới chán chứ. Phải làm gì bây giờ? Sao thế? Bút chì gãy mà tớ chẳng chuốt được. Cầm đi. Được rồi. Thoải mái không má? Không, dùng để mài bút đã. Ai nhỉ? Hiểu rồi. Tớ sẽ dùng đũa để mài bút chì. Hiệu quả rồi, nhìn này. Giờ mình có thể hoàn thành bức tranh rồi. Tớ bảo mà. Tớ có ý này. Tớ sẽ vẽ cậu. Khoan, để tớ tập tạo dáng đã. Thấy thế nào? Dở tệ. Biết rồi, ra đằng kia đi. Ok. Sẵn sàng chưa? Ngon lành cạch đào. Cảm thấy sang chảnh ghê chưa? Đặt tay lên đầu đi bố. Vậy hả? Chuẩn luôn. Đẹp quá đi. Còn bao lâu nữa? Này. Tớ tỉnh mà. Cậu thấy sao nào? Cậu cố gắng đây. Tuyệt tác của tớ đó nha. Wow, dính cứng quá vậy trời. Trông mềm thế nhở? Ôi trời. Chào. Ngồi đi Ellie. Ok. Đừng có mà nhìn tớ. Cô ấy trông thân thiện nhỉ. Màu này hợp với mình đấy. Achi. Nào cả lớp, mở sách ra cho thầy. Có cần không thầy? Hôm nay chúng ta sẽ học một bài rất hay đó. Vâng vâng. Mình thích vở của cậu ấy quá. Mình nên viết bài nhở? Biết mà, bút của tớ xinh dã man. Ước gì mình cũng có đồ xinh xẻo. Đồ của mình cứ bị chán nòm ấy. Bất công ghê. Có chuyện gì vậy hả? Khoan đã. Em bị sao thế? Em bị ghen tị với bút của cậu ấy. Để thầy xem nào. Bút đẹp thật đó nha. Để thầy giúp em. Thật ạ. Cùng nâng cấp bút bằng mẹo dễ cực này nào. Tháo hết cây bút ra nào, rồi rót keo đầy vỏ bút. Cố đừng làm dây ra lung tung nhé. Vậy là ngon lành. Giờ cho kim tuyến vào này. Cho ống mực vào lại vỏ bút nhé. Và vặn đầu bút. Thế là hết chán òm nhá. Trông đẹp nhỉ. Wow, xem này. Không thể quên anh chàng đáng yêu này được. Ồ, cưng xỉu luôn ý. Cảm ơn thầy ạ. Đợi chút.
giờ thầy thấy thoải mái hơn rồi. Wow, thầy thời trang ghê. Cho thầy xin nhé. Thôi, xấu quá. Em cần phải tân trang đó. Cảm thấy sung sức ghê. Sao? Sao thầy làm hay vậy ạ? Thôi kệ đi, em thích lắm. Thầy là giáo viên yêu thích của em đó ạ. Việc của thầy mà. Cảm giác tuyệt quá. Gì? Wow, trông cậu xinh quá à. Ồ, tôi có cái này tặng cậu này. Thật hả? Cho tớ sao? Cảm ơn nhé. Chào bạn thân. Selfie này. Lớp học này vui thật. Ồ, phải thay đồ đã. Vậy, bài ngày hôm nay. Hả? Ở trong này tối ghê. Sợ quá. Ở đằng kia là cái gì vậy? Ra khỏi phòng tôi đi mà. Cứu mời. Có chuyện gì vậy? Con quái vật lớn đáng sợ. Em thức chị dậy vì vậy thôi sao? Hay là giá treo đồ? Chắc do mình tưởng tượng thôi. Chúc ngủ ngon. Xin lỗi. Tối quá. Chỉ là giá treo đồ thôi nhỉ? Mình sẽ không sao. Gì vậy? À! Nó đã quay lại. Tôi cần giúp đỡ. Làm ơn, giúp với. Gì vậy? Ở đằng kia. Mình không thấy gì ở đây cả. Mình biết cách kết thúc chuyện này rồi. Bắt đầu bằng việc sơn màu đen lên toàn tấm canvas. Sau khi xong, hãy dùng cọ để phủ lên một chút màu trắng. Sau đó lại dùng màu đen để vẽ cây. Mục tiêu là vẽ thật nhiều cây. Sau đó, dùng màu trắng để vẽ bầu trời đầy sao. Sau đó, lấy dao xuyên qua tấm canvas. Chỉ cần đục những lỗ ngẫu nhiên. Sau đó luồn bóng đèn qua. Cái này sẽ giúp em an toàn. Ui, giờ em không phải sợ gì nữa. Tắt đèn nhé. Hả? Cái gì đó vậy? Quái vật sao? Ok. Thôi chọc mình được rồi đấy. Mình thấy ổn hơn nhiều rồi. Quái vật là phải sống đời tự do. Nào các bạn, cắm trại thôi. Ăn đồ ăn giả bộ đi nào. Chán quá. Điện thoại của chị. Nhưng mình không mở được. Biết rồi. Chỉ cần là khuôn mặt của chị. Dễ ẹt. Đừng dậy nhé. Khuôn mặt nào? Không được nếu không có nhãn cầu. Bằng keo này chắc được đấy. Chỉ cần kéo mí mắt lên mà không làm chị thức giấc. Không được quên mắt bên kia. He he. Được rồi. Đã đến lúc mở chiếc điện thoại này. Được không nhỉ? Cũng không được sao? Ước gì mà chị trông tự nhiên hơn. Thôi nào, ngậm lại đi. Cái miệng bị sao vậy nhở? Cứ ngậm thế nhé. Đừng cử động. Ok, chắc chắn là không được rồi. Đợi chút, mình có thể dùng giấy bóng kính này. Chỉ cần trải nó lên mặt chị. Và đồ theo đường nét cả khuôn mặt. Rốt cuộc, điện thoại sẽ nhận ra các hình dạng chung của khuôn mặt. Ít nhất chị cũng nằm yên. Chỉ cần có đường viền hàm đúng là được. Tuyệt vời, đúng là kiệt tác. Trời, chị có thể giúp gì? Sao nhìn cái này quen vậy nhỉ? Nếu em muốn vẽ một khuôn mặt, hãy dùng một bức ảnh. Bỏ ra. Chị sẽ chỉ em cách làm cho đúng. Đầu tiên, em phải sắp xếp các dụng cụ vẽ. Làm cho nó giống chữ H. Thấy không? Được rồi đấy. Bắt đầu đồ khuôn mặt như thế này. Và bên còn lại cũng sẽ vẽ tương tự. Nó sẽ đi theo các chuyển động. Thấy không? Hoàn toàn không tốn sức. Không cần học vẽ chuyên nghiệp. Nhìn khá giống đúng không? Giống như soi gương vậy. Này. Được rồi này. Gặp chị sau nhé. Làm gì thì làm không được đọc tin nhắn. Hay là xem thư viện ảnh của chị đấy. Sẵn sàng chưa nào? Hãy chiêm ngưỡng kiệt tác này đi. Ôi, kim cương sáng quá kìa. Tới lần các em. Vẽ cái váy thì dễ ợt chứ gì. Được các sắc đỏ từ đầu xuống cuối. Nghĩ đi, Ashley, nghĩ đi.
Jennifer sắp xong rồi. Thôi thì cứ cố hết sức vậy. Đầu tiên vẽ đường viền của cái váy, rồi đến cơ thể. Phép màu nằm ở các chi tiết. Và giờ tới màn tô màu. Thấy các đường tạo chuyển động cho váy không? Trông như thật luôn ấy. Ồ ghê, mình chắc chắn sẽ thắng. Chà, mình sẽ giúp con bé một tay. Thứ mà váy nào cũng cần, thật nhiều nhũ lấp lánh. Wow, đẹp quá xá. Ướp đi nào. Khoan, tôi bị dị ứng. Achiu. Hết giờ. Cô xem nào Jennifer. Đẹp phải không ạ? Ừ, đẹp đó. Còn của em? Một tuyệt tác luôn đó. Wow, nó đang lấp lánh. Thật hơi đùa đấy. Ừ, tớ tự làm cả đấy. Cho cậu đó. Nghệ thuật mang mọi người lại bên nhau. Chào. Chào Brian. Tớ có quà cho cậu này. Trời đất, nặng tớ hả? Làm sao để tớ mở bây giờ? Khoan. Không. Như siêu nhân luôn. Suýt thì hỏng nhé. Tớ có ý này. Để bảo vệ điện thoại của cậu thì chỉ cần dùng súng bắn keo thôi. Bắt đầu phết một lớp quanh viền của điện thoại này. Cẩn thận nhé, đừng phết vào ống kính đấy. Để keo nhỏ xuống các mặt của điện thoại này. Rồi nhỏ keo lên lưng của điện thoại. Nhỏ thêm một lớp nữa cho cái ốp dày hơn nhé. Khi keo đã phủ đầy điện thoại thì để nguyên một lát cho keo khô. Cắt phần keo thừa đi, và thế là bạn đã có một cái ốp độc lạ rồi. Cậu thấy sao nào? Hay quá đi. Cảm ơn cậu. Brian ơi. Oops. Cảm ơn vì đã hút bụi ông súp lơ. Hả? Gì cơ? Ồ, ra là mơ. Không biết mấy giờ rồi nhỉ? Xem điện thoại cái nào. Máy tôi. Không. Nó rơi xuống sàn mạnh quá. Không không không. Và thế là hết. Ôi giời ơi, thế là còn cái gì? Hóa ra chỉ là ác mộng. Sao thế này? Đây là đâu? Đúng rồi, điện thoại. Nè, em bị rơi xuống đây nè, còn nhớ không? Hello. Ác mộng tiếp diễn. Ôi mẹ ơi, lại là một cơn ác mộng. Úi là trời. Khoan, điện thoại của mình. May mà vẫn bình an vô sự chứ không phải ở trên giòn. Nhưng mình hoảng muốn chết. Không thể để chuyện đó xảy ra thật. À, có cách rồi. Để lấy bút 3D xem có thể làm được gì nào. Mình sẽ sử dụng mực tím này, màu mình thích mà. Và bắt đầu tô ốp điện thoại. Mình sẽ tạo đường zig zag ở trên đầu rồi thêm một đường nữa. Cứ tiếp tục nhiều đường zig zag như thế. Thực ra mình chỉ cần tô vào khoảng trống bằng nhiều mực 3D. Ok, xong mặt trên rồi thì làm cả mặt bên này. Mình sẽ tô kỹ để phủ hết tất cả bề mặt. Đó, vậy là cũng tô xong cả cái ốp rồi. Làm rơi rồi. Đừng có lo, em không vỡ đâu. Ôi trời ạ, quả tim muốn rớt ra ngoài. Nhưng ốp mới hiệu quả thật đấy. Được rồi, thôi ngủ tiếp vậy. Vẫn còn một thử thách nữa đó. Tiếng gì vậy ta? Tự nhiên tớ muốn nhảy nhót quá đi. Mình sẽ để tay thở sức di chuyển. Mình chưa từng nghe bài này luôn. Nhưng hơi bị hợp gu mình á. Quá xa nè. Chuẩn luôn. Tiếng guitar bass này đúng là đỉnh. Wow. Wow. Tóc mình hả ta? Tớ chả nghe thấy gì cả. Mấy đứa sao rồi? Hay ho rồi nha. Vẽ đẹp lắm. Sao chẳng có gì vậy? Là ca sĩ Billy đó hả? Để chị ký tên cho fan nè. Ôi, mình xỉu mất thôi. Mình xỉu ngang đây. Tớ nghĩ thế này không ổn đâu. Sao tớ lại có tờ giấy này nhỉ? Hai em có thích chú heo đất bé xinh này không? À, em hiểu rồi. Đầu tiên là vẽ mấy trái tim chiếu chiếu nè.
rồi mọi thứ sẽ đơn giản như đang giỡn luôn. Mình đang vẽ kìa, chắc mình cũng phải thử thôi. Có gì để mất đâu? Đâu ra cả đống bụi phấn luôn này. Mình thắng vòng này chắc rồi. Thêm vài nét ở đây nữa thôi. Chắc mình phải dùng ngón tay nhỉ? Đây là mắt của heo nè. Thấy không bà con? Là heo xinh đó. Đừng quên cái thân nha. Sắp xong rồi nè. Tranh của Nick xinh đấy. Phải có màu vào nữa mới sinh động nè. Ok là thêm chiếc đuôi là xong rồi. Đấy nhá. Hoàn thành. Chào bức tranh thắng cuộc đi bạn Hiền. Tranh của tớ thì không cầm lên được. Để cô xem nào. Ổn áp nhá. Nhiều bụi quá. Trời ơi Melanie à. Em xin lỗi ạ. Các em đã sẵn sàng chưa nào? Airport siêu to khổng lồ kìa. Này, không công bằng. Tớ phải vẽ với màu bút chì này á. Cầm còn khó nữa là. Đúng là vô lý hết sức. Em sẵn sàng rồi ạ. Đẹp chứ này. Nghịch ngợm một chút cho vui nhà với cửa nào. Cho cậu biết tay này. Giờ thì thử vẽ lên giấy đi. Mình sẽ bắt đầu ở giữa. Lạ quá. Bút chì bị làm sao vậy không biết. Tớ chịu thôi. Kỳ thật đó. Hết giờ. 1 phút nữa thôi ạ. Cô nói là hết giờ rồi. Cho cô xem tranh nào. Vâng ạ. Còn Jennifer thì sao nào? Cũng tạm, nhưng cô thấy em dùng xà bông. Nghĩa là em không đủ tư cách thi đấu. Tại cậu cả, sao cậu lại làm vậy chứ? Điên cả người. Nhìn cũng sạch mà. Vậy tay nghe thuộc về Ashley. Không thể tin nổi, âm thanh đã quá. Đẹp quá. Liam ơi, xuống ăn nè. Mẹ biết cam là món con thích mà. Không, nhưng phải rửa tay sạch đi đã. Quy tắc thế nào nhỉ? Sạch rồi nè mẹ ơi. Rửa tay. Vâng. Thật là vô lý hết sức. Nhưng mẹ muốn tay sạch thì ok. Con dùng quá trời xà phòng nè mẹ. Wow. Xà phòng trơn chuỗi chuỗi ấy. Trời. Mãi mà không cầm chắc được. Không. Thôi quên nó đi. Sạch rồi mẹ ơi. Con đói bụng quá nè. Ở yên đó nhá. Giải quyết nỗi buồn nào. Wow. Ôi không. Liam. Hả? Làm gì bây giờ? Mình suýt thì ngã đập đầu. Xà phòng. Sao lại có xà phòng dưới sàn? Nó tự mọc chân hay sao vậy trời? Ôi giời, ở yên đây. Mà chờ chút, mình nghĩ ra ý này rồi. Bút 3D có thể giúp xà phòng ở yên một chỗ. Thấy các đường ngoằn ngoèo chứ? Chúng sẽ giúp giữ chắc xà phòng cho bạn. Vẽ các đường lên cục xà phòng thế này nhé. Đơn giản mà, phải không? Nhưng mà chưa xong đâu. Hãy dùng bút để tô màu cho hình này nhé. Chúng tớ chọn Unicorn. Hãy dùng thêm các màu giúp nó sống động hơn nhé. Chỉ cần phun gel có màu, theo chuyển động lên xuống là được. Và voila, Unicorn dễ thương.
Hãy xem khay đựng xà phòng đáng yêu nè. Cho nó vào. Vừa như in luôn nha. Good job nè. Anh sẽ để mắt tới chú đấy. Ok, mình sẽ trộn chút màu này nè. Cơ hội là đây, cô ta bị phân tâm rồi. Quả táo này trông tươi ngon dã man. Chắc là ngọt với mọng nước lắm. Hả? Gì vậy trời? Sao cậu ấy lại cầm quả táo? À! À! Cậu nhìn mình kìa. À! Ok, cậu sẵn sàng chưa Ashley? Tớ quay cho nhé, đi mà. Ừ, cậu quay đi. Cảm ơn cậu, tớ hồi hộp quá. Thả con kìa. Thấy không? Ủa, chơi kỳ vậy? Là mèo mà. Không, con lô, là thỏ con chứ. Dừng lại. Xấu xa. Tớ chỉ muốn tuân thủ quy tắc thôi. Nếu cậu muốn chơi kiểu ấy thì chiến luôn. Vào việc thôi. Tớ đã luyện tập cho ngày này lâu lắm rồi. Nhào vô đây. Ê, mũi tớ. Mình phải làm gì đó? Đủ rồi. Tớ từ bỏ. Ồ, cho tớ mượn, xem nè. Tớ sẽ vẽ vài hình chữ S lên tờ giấy, rồi nối chúng lại. Chắc chắn sẽ dễ thương cho mà xem. Không thể quên hai mặt cười tươi nè. Một chú thỏ và một chú mèo. Nhưng cần tô màu cho chúng nữa. Nhìn chúng vui chứ kìa. Vẽ kiểu này dễ thật đó. Tớ sắp hoàn thành rồi. Justin ơi, nhìn mà xem, chúng đang ôm nhau. Wow, con mèo kìa, mèo dễ thương quá. Thấy cưng quá đi mất. Chết nè. Khoan, gì vậy? Nhìn muốn ôm quá đi. Có cả hiệu quả cổ nhỏ xíu nữa. Này, của tớ. Ok, vậy tớ đành lấy chú hiêu nhỏ này. Của tớ xinh hơn nhiều. Ok, ở yên nhé, anh cần phải vẽ em. Ok là đã. Cậu đang làm gì vậy? Tôi đang kiểm tra hiệu quả cổ của mình. Ý hay đó. Không biết Justin đang làm gì nhỉ? Trông cũng giống thật vậy đấy chứ. Tôi sẽ gọi anh bạn này là Jerry. Nhìn chẳng giống hiệu quả cổ gì cả. Vẽ hiệu quả cổ khó thật đó. Phải cân được tỷ lệ chuẩn cơ. Chờ chút. Tôi có ý hay nè. Tớ sẽ đặt bàn tay như thế này rồi vẽ xung quanh. Vẽ khuôn mặt nè. Và ta đã có hiệu quả cổ. Cùng tô màu nào. Màu nâu này rất hợp với hiệu quả cổ. Còn lại thì tớ tô màu vàng. Cẩn thận nhé, tớ không muốn mắc phải lỗi gì đâu. Giờ đến cổ. Xong rồi. Thật may tớ nghĩ đến cách này. Yeah, được đó, cũng xinh đấy. Anh xin lỗi Jerry. Tặng cho cậu nè. Cảm ơn nhá. Ok, vòng tiếp theo. Khoan, cậu che mắt lại. Bí hiểm quá. Mình sẽ tạo bất ngờ cho Ashley. Trông ghê chết đi được. Ui, mùi này kinh quá. Mùi gì vậy? Xin lỗi. Chờ đã, Justin. Tôi biết chúng mình có thể làm gì rồi. Nhìn đây nhá. Đầu tiên tôi vẽ một cái cây. Rồi vài quả táo. Tô màu xanh cho tán cây nào. Tớ sẽ cố không trườm ra ngoài. Trông được đấy. Tớ sẽ tô sắc xanh đậm để tạo lá cây. Nhìn cây sống động hơn hẳn. Và tất nhiên thân cây phải có màu nâu. Dùng các gạch dọc làm nó trông giống gỗ. Sau đó chúng ta tô táo màu đỏ. Nhìn mọng nước chưa kìa. Ta-da! Một cây táo dễ thương. Nhìn đẹp. Nhưng không phải là táo thật. Justin, nhìn này. Wow, tuyệt quá đi. Táo ngọt xỉu luôn. Thử đi. Ok con dê. Hay là cậu vẽ một cái pizza đi. 1, 2, 3. Suýt thắng. Để chị lo với vòng quay bánh xe. Ai ấy nhỉ? Kỳ lạ thật đó.
Ôi, nhìn bánh xe kìa. Gì? Ôi, wow. Có vẻ không dễ lắm. Dừng lại. Sao? Làm cho vòng này thú vị hơn đi. 1, 2, 3, vẽ. Căng thẳng quá. Ôi không, gãy ngòi rồi. Không sao, mình còn một cái nữa. Chả có rẻ gì cả. Ôi trời ạ. Đen cho cậu. Mình không có thời gian đâu. Còn bút lâu dã man. Phải nhanh lên mới được. Gần hết giờ mất rồi. Tránh đường ra đi. Này, đừng có vứt rác vào tác phẩm của tớ. Nhưng mà cái này hữu ích đó. Tớ sẽ vẽ một vũ công ballet. Chắc chắn sẽ rất đẹp. Nàng ấy thật duyên dáng. Và tớ sẽ dùng vỏ bào bút chì làm váy tutu. Tớ rất hài lòng với cái này. Ashley ơi, cậu thấy sao nào? Tớ làm mất thời gian quá. Nhưng tớ vẫn có thể hoàn thành tranh. Đợi tớ một xíu nha. Ôi, cẩn thận. Ok, vậy là xong. Có đẹp không nào? Trông quá ổn phải không? Làm tốt lắm. Nhìn đồng hồ cát kìa. Thành công rồi. Xin chúc mừng.